Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, công ty cổ phần công nghệ Savimax xin gửi đến các bạn máy cắt tỉa cành trên cao Sumo. Máy cắt tỉa cành trên cao Sumo là một trong những model máy cắt cành quen thuộc, sử dụng động cơ hai thì, công suất 1,3 kW, mạnh mẽ, hoạt động ổn định và hiệu quả cao. Việc sử dụng máy giúp cho việc cắt tỉa cành và đốn hạ cây trở nên đơn giản hơn, thay thế cho công việc cắt tỉa cành truyền thống là dùng sức người kết hợp với than, dao và liềm. Là dòng máy cắt cành chuyên dụng nên máy được thiết kế với trọng lượng nhẹ, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác khi đứng dưới đất, cắt các cành trên cao. Có thể sử dụng máy ở tầm cao 4,5 mét, rất thích hợp để cắt các loại cây ăn quả. Máy còn được thiết kế dây đeo, thuận tiện, có điều chỉnh linh hoạt, giúp giảm mỏi ở cánh tay của người dùng. Máy còn có thể tháo rời rất dễ dàng khi vận chuyển và cất giữ. Máy có cấu tạo 3 phần, động cơ là động cơ 2 thì, sử dụng xăng pha nhớt mạnh mẽ. Cần máy được làm từ hợp kim nhôm, làm cho máy trở nên nhẹ hơn. Cần máy có 2 đoạn, có thể tháo lắp dễ dàng khi vận chuyển. Lưỡi cưa sử dụng dạng lam xích, bước xích 3,8 inch, lam dài 30 cm. Thông số kỹ thuật của máy. Máy sử dụng động cơ 2 thì xăng pha nhớt, dung tích động cơ 32,6 cm3, công suất 1,3 kW, dung tích bình xăng 0,8 lít, chiều dài máy đến cần nối 1,75 m, tổng chiều dài máy 3,8 m, chiều dài lam 30 cm, đường kính cắt tối đa 10 cm, trọng lượng máy 9,5 kg, công nghệ Nhật Bản, chiều cao cắt tối đa 5 m. Phụ kiện theo máy gồm có: cần chứa tay ga, đầu tỉa cành, đầu cưa cành, đầu cắt cỏ, bình pha nhiên liệu, vải bọc cánh tay, găng tay, kính, tai chống ồn, tay cầm, chắn cỏ, túi phụ kiện, dây đeo. Sau đây là các bước lắp máy. Bước 1, lắp cần vào động cơ. Bước 2, lắp nối tiếp đầu cắt mình cần sử dụng. Trong video này là lắp đầu cắt cỏ. Bước 3, lắp chắn cỏ, dây đeo, tay cầm. Để khởi động máy, ta gạt công tắc về on, bơm xăng bằng mũi bơm, gạt đeo gió và dập lửa.
Sau đây là cách thay các đầu cắt phù hợp với mục đích sử dụng.